Xin chào toàn thể anh em buổi trưa nhé. Trong quá trình mình giản dối chút xíu, mình chia sẻ anh em con Sirius FI. Thì hy vọng rằng anh em vào đông đông, mình chia sẻ mình sẽ chốt ban. Con xe này khách hàng bảo đi sửa tầm khoảng 4 triệu là không hết bận nha anh em. Nói chung là bận của con xe này cứ đi khoảng 2-3 ngày, 3-4 ngày lại chết. Và đồng thời sửa tầm gần 4 triệu rồi, 4 triệu hơn rồi nha anh em. Hơn 4 triệu rồi, thay hết. Và khách hàng bảo bán thì mình bảo bây giờ anh bán bao nhiêu em mua luôn. Đó, và khách hàng bảo bây giờ sửa rất nhiều giờ ngán rồi, thì bảo bây giờ bán bao nhiêu mình mua luôn. Nhưng khách hàng người ta lại bảo mình là con xe này giờ em có sửa được không, và giá bao nhiêu tiền. Mình bảo mình sửa được, anh bảo có bao không, thì mình bảo bao. Thì anh mới bảo là mình sửa đi, anh không bán nữa. Lúc sáng con này khoảng 8 triệu mình mua luôn rồi. Rồi anh em chia sẻ. Và con xe này đã đi thay IC luôn rồi nha anh em. Rồi, thay luôn cả IC. Đó, thay IC. Thay rất nhiều nha anh em. Rồi, motor bơm đã thay tới 2 bộ rồi nha anh em. Đó. Rồi. Thay luôn cả lọc rồi, thay luôn cả motor bơm, thay cả lõi. Anh ở nhà anh bảo còn một cái lõi nữa nha. Đó, thay hết luôn. Đó. Anh ở nhà vẫn còn một bộ nữa nha anh em. Hai bộ này ở trong hết người ta thay 1 triệu mấy một bộ. Đó. Thay hết. Đấy, khách hàng mang tới đây. Rồi, thay IC, thay luôn mobin nha cả nhà. Đây, mobin mới thay luôn. Rồi, dây tất cả đều cắt ra. Đó, cắt dây này. Dây này xẻ rồi này. Đó, xẻ tới IC luôn. Chắc chắn anh em biết rồi. Đó. Xẻ mà quấn lại quá thiếu kinh nghiệm về bọc dây. Nhưng cái lỗi này chúng ta có thể tạm thời cho được. Đó. Tạm thời cho phép được. Bởi vì quấn mà, bây giờ lu bu quá rồi, phê quá rồi. Đi cứ 2-3 ngày lại chết, 2-3 ngày lại chết. Thì hy vọng rằng anh em đang theo dõi cái video này, anh em cho quả sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. Đó, chia sẻ, cảm ơn anh em. Đó, anh em chia sẻ mặn mặn like vào. Mới có 49 người coi à. Một chút xíu đi ạ. Chia sẻ mặn lên. Chia sẻ cái video này mặn lên. Mặn lên anh em. Lâu lâu mới có nhiều cái ban nó hay như vậy. Mình để đây mình chia sẻ cho anh em mà. Để sau này anh em nắm bắt lại thì chúng ta chỉ cần fix một cái là chúng ta phải lượm kẹo nó thôi. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Ừ. 55.000 người rồi. Chúng ta thêm một tí nữa đi ạ. Một chút xíu nữa thôi. Chia sẻ thêm một chút xíu nữa thôi anh em. Máy mình không vào được Facebook luôn. Ok. Ở cái này thì tầm khoảng gần 4 triệu thì anh em biết rồi. Một cục IC này, mobin này, đó, hai motor bơm này, bổ dây này. Ơi, motivin nó còn mới dính này. Mới thế nhỉ. Cái này là mới luôn. Và khách hàng bảo con xe này tiếp tục mới 2 ngày vừa rồi mới sửa tiếp. Mới sửa tiếp và lại tiếp tục lại tới đây tiếp. Ở trạng thái không bơm, không đánh lửa. Rồi để anh em gợi ý cái ban bận này. Và ông chủ này ông ấy rất giỏi rồi. Ông bảo bây giờ thử ra là không có lửa. Đó, mà khi ông rút ra ông thử, ông bảo bây giờ lại không có lửa. Anh em hiểu không?
không có lửa. Ưng có lại ưng không. Đó. Ưng có ưng không. Rồi lại có. Ưng có lại ưng không, anh em hiểu không? Thì chia sẻ cho anh em thôi, không có gì cả. Rồi 62 người chơi. Đấy, ưng có ưng không. Ưng thì lúc này IC dập mát cho motor bơm. Ưng thì lại không. Đó. Thì cái xe này đó anh em biết nó bị hay hư cái gì nào. Chắc ở trong này có rất nhiều anh em nếu gặp bán này thì biết rồi. Thì tuy nhiên khách hàng mà bỏ số tiền ra khoảng tầm 4 triệu, người ta sợ luôn rồi. Ông này cũng bảo con này IC điếng bỏ lửa. Rồi ông này bị motor bơm. Ưng bơm ưng không. Rồi tiếp tục đi vào cửa hàng, ông này tiếp tục bảo bị cái gì. Chắc bị mò ve đường dây. Cắt tiếp. Mò ve đường dây. Đây cái dây này sẽ là dây IC dập mát cho motor bơm nè. Đó. Có nhiều ông đo thông mạch xong mới ông, nhiều ông bảo chắc cái này còn chỉ có một sợi dây thôi, còn một cái lõi thôi, sợ đứt lôi ra kéo tá lả. Đây cái dây màu. Tá lả đi tung hết. Đó thì các bạn biết rồi. Đây khúc này mất phun mà anh em sao mà khiến được. Mất bơm mà. Mất bơm. Nó không bơm luôn. Nó không bơm luôn. IC không dập mát. Và đồng thời ưng cái mất lửa. Rồi theo anh em gợi ý bị cái gì nào. Không bơm. Và đồng thời lại mất luôn cả lửa. 4 triệu xe này tầm 4 triệu rồi nha anh em. Giờ này mình nhận làm có mấy trăm à. Mình thấy ông ấy giờ ông tới đây ông kêu trời kêu đất lên, mình thấy khó sợ quá rồi. Thôi mình nhận làm vài trăm. Khiển thì liên quan gì, không bơm em. Bơm à. Bơm thì chẳng liên quan tới khiển cả. Bật thì xe phải dập mát cho bơm chứ. Đúng không? Đây anh đang giải thích là cho anh em là mất bơm luôn em. Anh em Võ Hồng Phúc ơi. Hy vọng là anh em chia sẻ, anh em để ban ở bên dưới đi, chia sẻ coi ai trả lời đúng nào. Khó chịu vậy, lúc sáng nay mình mang vào bật cái mình thấy cảm thấy ok, biết bận ngay. Nên ông không bán, lúc sáng thấy biết thế mua trà 8 triệu, 7 triệu cho anh em lại vọc tiếp. Rồi không có thì 100 người mình sẽ chốt ban. Đúng rồi Nguyễn Hoàng. Con này treo TB ở trạng thái 106 độ. Con này lên hết ga là 87 độ nha, zin nha. Nó bị treo ở trạng thái 106 độ luôn. Giỏi. Chúc mừng Nguyễn Hoàng. Con xe này hay bị TB này. Nào, Nguyễn Hoàng trả lời đúng. Chuẩn. Đây. Đấy, ưng Phật ca cái nó lại là ok. Ưng cái nó treo tới 100 mấy độ luôn. Chứ bình thường cái này hết ga mắt mum. Đây, nó chỉ là 87 độ. Ưng lại trên 100 độ. Đấy, nếu anh em gặp thì chúng ta chỉ cần bật con này lấy tiền nếu có thông số, có máy. Ưng bây giờ lại nổ này. Ưng bây giờ lắp vào lại nổ này. Trời ơi, nó là thế mà anh em. Quá giỏi luôn Nguyễn Hoàng ơi. Rồi chúc mừng anh trai hôm nay 10 điểm cộng. Đó làm nghề thay hết. Ủa thay hết rồi mà chưa hết bận. Bởi vì chúng ta thay sai bận. Đó. Thay sai bận. Rồi motor bơm ở đây cũng mới len keng luôn. Rồi mới chưa này. Đó, khá là mới nha anh em. Đó, mới kit. Ôi chà, thằng Tâm Mao nào thay cái bơm này kêu to thế cho khách hàng rung đít luôn. Giờ lại có bơm. Rồi đâu bơm lại giờ lại có bơm rồi.
Đó, nó treo 100, hơn 100 là nó sẽ mất bơm nha. Đó, treo hơn 100 nó sẽ mất bơm. Đó, lại nổ. Đó, ưng thì khách hàng đi lại tắt bởi vì chết TBS. Và cái hàng này, hàng lô anh em tuyệt đối không bao giờ xài được nếu mà TB. TB tất cả ở trên chợ cộng đồng mạng đang bán cho anh em, nếu mà TB lô. TB nằm giá khoảng hơn 200 ngàn một con, 300 ngàn một con, TB lô tất cả không bao giờ xài là ngon. Nếu mà xài được, nổ được nhưng nó lụp bụp 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 bụp. Nên cái này vừa rồi mình nhập hàng về rất nhiều, mình phải trả. Nó bị lỗi. Mua hết của thằng A, thằng B, thằng C, thằng D, thằng E, thằng F, FC, FE, về nhà lỗi hết. À, và đồng thời những con lô à, nổ cứ phịch 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 phịch. À, anh em phải lưu ý nha, tất cả những hàng này không chơi được hàng đều. TBS. Bơm này thì khách hàng bảo sướng đi, không cần phải cần thiết bị ghế massage. À, ta cứ bơm e e bỏ đây thùng yên đây, rung tê đít. Tê đít gọi là sửa ghế. À, hiện tại thì sau này mình sẽ mua con ô tô, nó sẽ có cái bản sửa ghế làm cho mát đít. Đấy, sửa cho ấm đít nha mọi người. À, ok. Làm nghề thế thôi, đôi khi chẳng có bị cái gì cả. Đôi khi chỉ biết là hư cái bộ ba cảm biến trong này, thay vài trăm nghìn lấy tiền. Hoặc là đồng thời bảo hành cho khách hàng trong vòng 1 năm luôn, lấy luôn 1 triệu. Nếu không hết bận, tôi trả tiền lại 1 triệu. Tôi trả lại cho anh 100 ngàn uống cà phê. Làm nghề này nó luôn luôn là như thế. Đầy màng mô bin tay hết, giờ khách hàng đủ nó kêu như nhái. Ở nhà giờ vẫn còn bộ motor bơm, vẫn còn một cục IC, vẫn còn cục mô bin. Bảo bây giờ chú mang đây con mua 500 ngàn, ông tiếc ông không bán. Bảo bây giờ trả không được, bảo thôi chú ơi đưa cho con 500 nghìn. Thay vì chú đưa cho con bộ bơm, IC, mô bin, con làm cho chú cái này miễn phí, bảo hành cho chú trong vòng 1 năm. Ông bảo bây giờ rẻ quá, ông không bán, ông để ông sơ cua. Đây. Đó, trên đời nó là vậy mà quý vị. Cảm ơn quý vị buổi trưa nay cảm thấy văn vận hay, quý vị theo dõi hơn 100 like. À, nổ. Và đặc biệt cái thằng Yamaha khốn nạn này thì anh em biết tại sao không? Nó phải treo ở đặc biệt là ở gì, gốc mở búng ga phải trên 100 độ nó mới ngắt tất cả. Còn bây giờ 87 độ nè. À, nó vẫn có bơm không có lửa. Treo. Còn nếu hơn 100 độ thì nó sẽ ngắt luôn ở trạng thái không dập mát cho motor bơm. Còn đây là hết mát ga 87 độ. Đó, bơm này. Đó. Thấy chưa? Ok. Khoái. Đó, thì anh em về nhà chỉ thay cho Tiến Tuấn cái bộ ba này nếu gặp tình trạng như vậy. À, vào phải nghe. À, phải nghe xem ưng nó bơm, ưng nó không. Con này. Và tất cả những cái dòng xe A no at C bữa nay bắt đầu chết. À, chết. Rồi, cảm ơn mọi người, nhớ đó là một cái kinh nghiệm để chúng ta bắt bận. À, mất luôn bơm. Con này cực kỳ chết. Và đồng thời có thể hụt ga. Trên xe này chẳng có gì. Khiển xe này thì ok lắm, anh em yên tâm. Trên cái dòng xe C này. Đồ y xe chơi y xe luôn. Hên sạc là các cao thủ này chưa chơi. À, các cao thủ này mới chơi y xe không à. Rồi, con y xe này. À, sạc chưa chơi. Dây điện cắt tá là ti tung. Tự nhiên dây điện của người ta ngon như vậy. Tưởng đức ngầm, con xe nó khá là mới. À, chúng ta làm nghề chúng ta phải biết là con xe này khá là mới, tuy nó lâu rồi nhưng con xe này người ta ít đi. À, anh em nhìn thấy không, dây dựa nó đẹp như này thì không thể nào nó vô cớ nó
nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị mục ở trong này được. Bởi vì xe người ta rất ít đi, dây điện còn khá là đẹp. Không có tự nhiên vô duyên vô cớ vào trong này. Và đã đo thông mặt từ IC dập mát cho motor bơm rồi thì loại trừ. Nhiều anh em ở đây 2 ngày nó lại quay lại. Thì anh em cứ nghĩ rằng cái dây IC dập mát cho motor bơm, à chắc nó bị mò về, chắc nó xác bị đứt ngầm, lại bóc tắt ra, kéo, đo, quẹt. À, rồi tiếp tục cứ thay loại trừ, thay loại trừ, thay loại trừ. À, tiếp tục khách hàng tội là người khách hàng cứ bị thằng này móc túi một chút. Và đặc biệt cái ông này đã vào Yamaha IA ở đây. Và ông này cũng là ông khách, ông biết luôn, bảo vào hãng nó chỉ biết là thay đồ. À, còn kinh nguyệt á, thì không biết, chỉ biết là thay đồ. Ờ chú ơi, IC già thay. Chú ơi, motor bơm bỏ thay. Ôi chú ơi, tiếp tục tấm mô bin. Đó. Ờ thay giết. Ở xong mát, mai mốt tiếp tục. Lần này mà không được nữa chắc thay luôn cả bộ họng ga. Rồi, tiếp tục tới kim. Bây giờ ông ấy chán con xe này lắm rồi. Và chú ơi, có bán không? À, chú có bán không? À, không bán. À. Ok chưa? Đó là chốt. À, tới giờ mình sẽ báo tất cả anh em khu vực ở Sài Gòn nhá. Thì 17 mình có 17 tháng 11 mình dạy xong, mình có chuyến đi Sài Gòn. Ở những anh em nào ok tập trung khu vực ở Sài Gòn, nếu chúng ta cảm thấy yêu quý nhau thì anh em mình giao lưu buổi tối 17 tháng 11 ở Dương Lịch. Và sáng 18 mình lấy xe ở cái showroom. Thì anh em nào xếp sắp được thời gian khoảng tiếng 2 tiếng á. Lấy cái nước kia mà rửa. Lấy cái giấy carton mà lót vào. Lấy nước kia mà rửa chứ. Rồi ngày 18 nếu anh em nào khu vực gần Sài Gòn thì anh em mình qua showroom mình lấy xe. Mình lấy xe rồi anh em mình chụp tấm hình luôn làm kỷ niệm nhá. Bởi vì mình vào trong showroom Sài Gòn mình lấy xe nó rẻ hơn ở miền Trung thì được ít tiền nha anh em. Rồi thứ nhất là mình chạy về luôn. Mình chạy về luôn để mình cảm nhận mình đi quốc lộ, mình đi cao tốc. À. Rồi và kế tiếp tất cả anh em khu vực miền Trung nha, tất cả anh em nào mua máy chẩn đoán mình chở tới tận tiệm luôn. Thì qua năm mình sẽ làm được nhiều hơn cái nữa. Nếu mà 2022 thì Tuấn sẽ làm cho anh em thỏa mãn đam mê về công nghệ FI. Và sẽ có một cái giá ok. Và kế tiếp mình lấy xe về nhà sẽ có nhiều cái giải thưởng tặng cho anh em. À, tặng rất nhiều khi xe được lăn bánh về Bình Định. Rồi và mình đã có xe thì tất cả anh em nào mua máy chẩn đoán kèm theo phụ tùng mình chở tận nhà. Và mình sẽ ở cửa hàng anh em review cho tới cửa hàng. Đúng không ạ? Và đồng thời về xe cộ trong vòng 2 ngày. 2 ngày mình ở lại với anh em. Ở tại nhà anh em. Mình sẽ tư vấn cho anh em hết cửa hàng. Tư vấn cho vợ chồng yêu nhau hạnh phúc hơn luôn. À, ngày mình tư vấn cho anh em FI tối hai vợ chồng nếu mà không hạnh phúc nào em tư vấn luôn cho hai anh chị luôn luôn phải ở yêu nhau như thế nào luôn. À, rồi thì bán kính thì đầu tiên em mua xe thì em sẽ cho mọi người chưa biết trước điều gì bởi vì xe chưa về đây. Thì em sẽ di chuyển cho mọi người máy mang tới tận cửa hàng và phụ tùng mang tới cho anh em và hướng dẫn cho mọi người sử dụng máy và xe thì bán kính khoảng từ Bình Định lên tới Đắk Lắk, rồi Bình Định cho tới Đà Nẵng và Bình Định cho tới tạm thời cho tới Khánh Hòa, Nha Trang. Thì đó, thì những cái giáp danh nào anh em ở tỉnh miền Trung đó thì chuẩn bị tất cả xe ban bận hướng dẫn máy cho anh em remap mở tour đọc kỳ. Mình sẽ có 2 ngày dạy anh em liên tục tại cửa hàng. Được không mọi người? Đồng tình bấm cho em cái subscribe. Đi bạn gì ăn? Múc đi. Đã bạn chưa? Rồi, mình dạy hai anh em này ở trạng thái 20, mỗi người 10 triệu để mình mua camera nha anh em, camera 360 độ. Bởi vì cái xe của mình mua thì không có cam 36 độ, thì mình sẽ lắp thêm cam là hết khoảng tầm mười mấy triệu rồi. Đấy, còn dư khoảng hai anh em này mấy triệu nữa mình đổ xăng. Rồi xe này bị gì anh, bật khóa điện lên đi. Có FI không? Nhìn lên đồng hồ cho em. Không có FI. Rồi. Mất bơm. Rồi, mất bơm không có FI thì kiểm tra cái gì? Thank you.
Và đâu? Cặp cho Motorbomb. À, FI không có thì Motorbomb cũng vứt bỏ. Nha. Thấy chưa? Làm cho FI đã, bây giờ đồng hồ chúng ta chưa có FI thì kiểm tra cái gì? Kiểm tra lửa 12V. Vào đâu? Đi vào xe. Kiểm tra chưa? Rồi, kiểm tra rồi. Vào chưa? Có rồi. Rồi, kết luận. Kết luận là chết xe. Rồi, thế thôi, ghi vào trong quyển sổ luôn, đi ăn cơm luôn các bạn. Đơn giản thế rồi, về nhà bụp. Không cần phải lò mò nhiều, mất công, tốn sức. Tất cả đồng hồ tốc độ bật lên, mất hệ thống FI. Đúng không? Kiểm tra cầu chì ECU. Đấy, cầu chì ok, chỉ cần đánh một phát vào IC. Rụng rốn. Chiều tiếp tục. Ghi vào luôn đi, không quên. Ghi vào luôn. Đó thì kế tiếp mình sẽ làm được nhiều cái. Hy vọng rằng anh em khu vực miền Trung luôn luôn ủng hộ Tín Tuấn. Và xe máy mình sẽ gia tốc thêm, mua thêm cho anh em vài chiếc xe nữa. Đấy, để sang năm, thứ nhất là mình làm nhà cho ok cái đã, để cho nó một cái không gian để mình để xe vào cửa hàng này. Mình sẽ không dạy ở đây nữa, mình sẽ dạy nhà mình. Và cửa hàng này tiếp tục, nếu anh em còn đồng ý làm ở đây, mình sẽ mở lớn lên. Mở lớn lên làm cái trung tâm. Làm trung tâm để cho anh em làm. Còn tất cả xe hình ảnh ở đây phụ tùng mình kéo về nhà. Rồi anh em tới đây ở thì nếu mình xây được nhà xong hoàn thiện thì mình xin báo trước cho mọi người, thì không biết là mình có bước tới đó được không. Nhưng hy vọng rằng quan trọng là sức khỏe. Nếu mình bước tới đó, anh em tới đây tất cả chúng ta đều được ở free, không cần phải ở khách sạn. Thì tất cả mọi người hãy truy cập vào cái Zalo 0909 755 993 để mọi người mua phụ tùng ủng hộ. Nha Trang thì đương nhiên phải qua Phú Yên rồi anh trai ơi. Trần Trinh, em sẽ có ô tô, em sẽ di chuyển từ Bình Định cho tới Khánh Hòa, Nha Trang thì đương nhiên sẽ qua Phú Yên rồi. Ok. Và từ đây đi xa nhất là trên Đắk Lắk, và từ đây đi xa nhất là ở Đà Nẵng. Thì đương nhiên Đà Nẵng sẽ chạy qua là gì? Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng. Tất cả anh em mua máy em tới tận nhà cho mọi người ở mọi người 2 ngày. Rồi, mọi người ăn cơm gì em ăn cơm đó, không cần cao sang. Đấy, cứ miếng dao bó rau, có nước chan là được rồi. Không cần phải rườm rà đồ ăn nhậu đâu, em thì không thích uống bia nhiều. Còn anh em nào uống được bia chúng ta giao lưu buổi tối 2-3 lo. Đấy, dạy cho anh em biết cách cắt trực tiếp nói cho mọi người. Đấy, thì hôm đấy mọi người hãy cố gắng đi kiếm cho mình 2-3 con xe ga. Đấy, bạn bè hay là chiến hữu gì xa xa đấy. Đó. Em sẽ đi tới mọi người luôn 2 ngày. Đó là nếu mọi người nào mua máy, em sẽ tới mọi người. Còn mọi người cảm thấy yêu mến cho em sẽ tới lấy tiền công 0 đồng, mọi người đổ xăng. Thay vì mọi người tới nhà em, mọi người mua máy hoặc là em gửi cho mọi người cứ nghĩ là nó rẻ hơn được chút, thì mọi người đổ xăng. Nờ, em lo tiền dầu. Em lo tiền nhớt. Tiền hao mòn, mọi người đổ xăng. 500 ngàn bạc tới đâu đúng không? 2 ngày được Tín Tuấn tới tận nơi fill hết cho mọi người. Cửa hàng này cần cái gì để làm cho nó ổn định hơn. Rồi, hoặc là anh chị ở trong tay có bao nhiêu số vốn, khoảng vài trăm triệu, hiện tại đang gửi ngân hàng lấy tiền nhỏ nhỏ. Rồi, bảo bây giờ vợ anh hoặc là vợ em bây giờ thứ nhất đi làm công ty may, lương 3 cộng 3 đồng, bây giờ gia đình anh chị có dư được ít, em có cái chiến lược gì không? Thì em lúc đấy sẽ tư vấn cho mọi người. Đấy, mọi người đấy, làm công việc gì đó để số tiền nó nhân lên lớn hơn một chút xíu. Em ước gì sau này tương lai mọi người, hiện tại mọi người đang có nửa tỷ, sau này mọi người sẽ có 10 tỷ đó. Em chỉ là ước ao tất cả những gia đình anh em nào hiện tại đang có đất, có chỗ ở, không cần phải đi thuê đi mướn, mà trong cái sổ tiết kiệm mình có khoảng vài trăm triệu để cố gắng bước lên để có đôi tỷ. Và trong tương lai chúng ta sẽ có 10 tỷ. Em đang cố gắng làm điều đó với tất cả anh chị đó, thợ sửa xe máy trên toàn quốc. Hy vọng rằng những cái bước chạy đà thì các anh chị phải rất chi là mệt, luôn luôn phải suy nghĩ tính toán. Thì lúc này chúng ta sẽ hạn chế về chân tay và chúng ta phải sử dụng cái này rất mệt. Chơi lớn luôn. Với em thì mọi người chắc biết tính tình của Tín Tuấn rồi, khi nó chẳng có cái gì nó còn chơi được.
mà đôi khi nó có tất cả những cái gì nó đang có, không phải là nó giàu có, nhưng nó sẽ làm nhiều hơn cho anh em. Xe máy trong tương lai mọi người sẽ có hết. Và trong tương lai em sẽ dạy dài hơn cho mọi người một chút xíu. Đấy. Mọi người cứ để đó đi, em trong tay em sẽ đưa về được một cái gì về đội. Đấy, thì mọi người lại sẽ có cái giảm giá. Và em sẽ có một cái di chuyển tới tận nhà mọi người, em không cần phải thuê. Em đi em đâu, em ngừng ở đó, em thăm mọi người. Đấy, cứ biết sao. Mọi người không làm, em đói là được. Đấy, ví dụ em đi từ đây ra Nha Trang, Khánh Hòa, đúng không? Thì em đi từ đây xuống Quy Nhơn, gặp anh em nào đó, em ghé tí rồi, đặc biệt ở Phú Yên. Đó, anh em cần cái gì đó, đáp ứng, ok. Rồi, tiếp tục, ở cái nơi cuối cùng là cái nơi mà anh em mua của em. Đó, em sẽ ghé ở đó. Đấy, công nghệ, công việc gì em bàn giao, hướng dẫn cho mọi người đầy đủ. Miễn sao mọi người không để em đói là được. Đấy, chúng ta sống, chúng ta biết sống là ok. Tất cả máy đồ mới, anh em mua máy ở những nơi nào đấy, ở người ta ship cop giảm giá vài trăm triệu tặng quà, em tới tận nơi hướng dẫn cho mọi người luôn. Chỉ cần mọi người đọc cái máy chức năng này, mọi người không hiểu, có em. Xe này ok, review cho mọi người, mang đồ nghề chở thùng đồ nghề theo luôn, SU chở theo luôn, bởi vì có ô tô mà. Rồi chở theo cái gì, chỉ cần mọi người bảo ờ nhà em có xe AB này, em mang vài cái thứ em đánh ban cho mọi người, được chưa? Chỉ cần mọi người bảo ờ anh Tuấn ơi, nhà em có con xe lít rồi, mang đồ chơi đánh ban cho mọi người, rồi mang cho anh em ít hộp SU, mang anh em mô hình, rồi bởi vì anh em mua máy mà. Ok. Rồi bóng đèn đo xung đo yếc thì bỏ trong cái thùng xốp. Rồi bỏ lên cái xe chở tiền tèn đi. Làm sao cứ 3 ngày lại quay về Bình Định. Cả đi cả về 3 ngày là được. Nhờ. 3 ngày làm sao có 1 triệu rưỡi là được. Chứ có gì đâu, mua máy bán máy phải có lời chứ. 3 ngày có 1 triệu rưỡi là được, ngày có 500 là được. Còn tất cả chi phí anh em phải lo. Thế thôi, chứ bây giờ ngồi đây cũng có ngày có vài trăm, ngày vài triệu thôi. Bây giờ cái đam mê mình đã đủ rồi, anh em cần mình đi tới. Rồi anh em ở Quảng Nam, từ đây phi xe từ đó hơn 4 giờ. Sáng ngủ sớm tí dậy sớm. Rồi tới đó khoảng 9-10 giờ. Rồi chúng ta uống cốc nước, chúng ta vào vấn đề. Chưa ăn cơm, ăn cơm xong nghỉ ngơi một tiếng, vào vấn đề. Tối, chúng ta nghỉ muộn tí, chúng ta giao lưu. Hôm sau ngủ dậy, tiếp tục. Rồi, xong Tuấn đánh xe về. Hay không? À. Rồi sau tương lai thì sẽ có thêm một trợ lý tài xế riêng. Điều đó chưa nói trước được. Trong tương lai sẽ có tài xế để thứ nhất là đi là tài xế nhậu thì mình chạy. Mình nhậu thì tài xế không được nhậu để chạy. Đôi khi bây giờ mình chạy tới mọi người, mình nhậu thì mình không thể nào mình chạy về được. Mình dứt điểm, mình đi xe, mình sẽ không bao giờ mình chạy xe, không bao giờ nhậu. Nếu có nhậu thì ngày mai mình mới về. Đó, sau này sẽ hai anh em đi. Kế tiếp, xin Việt cũng có. À, đó là đam mê thôi. Đầu tiên thì em chỉ biết là em, thứ nhất là em chỉ biết làm cái hỗ trợ đó thôi anh Vĩ Cương ạ. Đầu tiên thì em muốn là em trải nghiệm. Em đi em được gặp mọi người để em cảm nhận được mọi người thiếu hụt ở đâu, mọi người cần em thì em sẽ tư vấn. Rồi em thiếu hụt ở đâu, em thấy cảm thấy mọi người cảm thấy làm ăn tốt thì lúc đấy em lại học được của mọi người. Đấy, anh Vĩ Cương em muốn là như vậy. Anh em nào chưa hiểu, chưa biết thì em chia sẻ những cái gì em đang có. Còn ví dụ như gặp như tầm lớp cỡ như anh trở lên thì em lại luôn luôn phải học lại. Có thể là anh thu em cái này, em hướng dẫn anh. Rồi em đang thiếu hụt cái này, anh lại tư vấn cho em để em hoàn thiện. Đấy, thì anh em mình có qua có lại. Với em là làm như vậy. Đó gì nữa anh? Thôi mát con làm gì đo, mát to kia mà đo làm gì nữa, mát to cho bá lửa mà. Anh chỉ cần chích cho em chân số 4 hay chân số 8 gì đó, số 4 á. Anh hiểu không? Đo lấy cái bóng đèn này. Đó. Thì trong thời gian vừa đây thì ngày thì Tuấn dạy khoảng 2 anh em. Buổi tối thì mình hạn chế live stream.
Hôm nay có cái ban hay quá mình mới live stream lại, bởi vì tối phải học ở lý thuyết cho nó xong, bằng mình phải lấy trong năm nay, không thể nào để rớt rồi sang năm mới thi được. 600 câu hỏi và 120 mô phỏng, mình phải nhai tất cả nó ở trong này, hứa với anh em. Còn cái thực hành lái xe ở thực hành xa hình, cái đó nó không thành vấn đề. Vấn đề vào chuồng, vấn đề để tăng tốc từ 20 cho tới 40 km và đồng thời âm côn để thắng lại ở trạng thái ở vạch đỏ, cái đó quá dễ rồi. Và đồng thời lên giữa dốc dừng lại và nhả ra để đi qua dốc, và cuối cùng xi nhan phải để về tới đích. Thì cái ở trạng thái thực hành trên xe chạy thêm xa hình, cái đó thì nó quá đơn giản. Cái đó bèo gì cũng là phải là 95/100 hoặc là 100/105 đấy. Còn cái mô phỏng 120 tình huống chia đều cho tất cả lẫn lộn để lấy 10 câu, 10/10 là có thể đạt 5/50 hoặc là 40/50, ok. Và cái lý thuyết 35 câu hỏi đạt trên 32 câu, trên 35 câu đó mình hứa anh em nó phải là xong, cố gắng. Rồi, Lê Đức Tín ăn vào toa để 1:30 gửi hàng cho mọi người. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành và theo dõi video. Hy vọng rằng chia sẻ cho mọi người hữu ích về cái bộ ba cảm biến trên dòng si. Hãy cố gắng nhớ cái video này, hoặc tí nữa cúp like xem đi xem lại. Đình Tuấn vào bảo chốt bộ ba cảm biến. Cảm ơn. Thank you. Cơm đi các anh. Đi cơm về nghỉ ngơi tí, chiều lại cà phê cà pháo rồi chúng ta lại múc.